Dạ sư cho con hỏi, vừa rồi con có tham gia khóa thiền ở Phước Sơn. Con trai thì tu vô duyên, đến giờ ăn sau khi đi khất thực về thì các sư lấy đồ ăn ở xe đồ ăn ăn. Nhưng do con trai con đang còn nhỏ nên khi đi khất thực xong thì con có lại khay đồ ăn dành cho sư, lấy cho cháu ăn, sẵn tiện con lấy luôn của con luôn. Lúc đó thì rất đông sư, có người lấy rồi, có người chưa lấy. Sau này nghe sư giảng tội ăn đồ ăn của sư khi sư chưa cho là tội đọa địa ngục nên con rất lo lắng. Con đang tính xuống lại Phước Sơn cúng dường đồ ăn cho sư để bù lại phần ăn lúc trước, không biết có giảm được nghiệp không? Và còn có cách nào khác để giảm nghiệp, mong sư chỉ dạy dùm con. Và ở đó cũng không ai nói con nên con không biết đồ cháu đi khất thực về con cũng ăn chung dùng chung thì mang nghiệp gì? Bây giờ có cách nào để giảm nhẹ nghiệp không? Đó là một cái thiếu sót khi mà không có lường trước được và không có nhắc được Phật tử lưu ý cái điểm này. Đó. Thành ra là mới để cho cái tình trạng này nó xảy ra. Thì như sư nói đó, một cái đứa nhỏ nó chọt tay vào ổ cắm điện thì nó vẫn giật, vẫn bị giật như thường. Chứ mình không thể nào nói là đứa nhỏ nó không biết thì nó chọt tay vô nó không được giật. Chỉ có người lớn biết thì chọt mới được giật, thôi đứa nhỏ chọt tay vô không được giật thì không có. À, cái người không biết mà lỡ phạm điều tội lỗi thì vẫn phải chịu như thường. Quý vị có đưa ra phương án thì sư thấy cũng hợp lý. Thì thứ nhất là mình làm lễ trai tăng, sau đó mình sám hối tội lỗi, thì điều đó sẽ giúp cho quý vị giảm nhẹ cái lỗi của mình. Sư chỉ nói là giảm nhẹ thôi, còn giảm nhẹ tới đâu á thì tùy. Cái đó sư không có năng lực thần thông để sư biết được. Tuy nhiên thì dù sao cũng coi như đây là cái duyên để mình tích cực tạo phước, tích cực làm các việc công đức để nâng đỡ chính mình. Và sẵn đây sư cũng lưu ý với tất cả quý Phật tử là khi chúng ta đến chùa không nên tự ý lấy bất kỳ thứ gì và không nên tự ý ăn bất kỳ thứ gì khi chưa được cho. Muốn cái gì thì hỏi chứ không được tự ý lấy. Khi mình tự ý lấy là mình có thể mình phạm cái lỗi này. Mà sư nói không riêng gì cái người mới mà ngay cả những người lâu năm thì cũng dính cái lỗi này. Như trường hợp cái người mới, như trường hợp là sư đi trai tăng thì có khi là Phật tử họ để xuống đồ ăn, họ xuống họ cúng dường mấy sư mà thấy xuống rồi thì ngó ngon quá, họ bóc miếng họ ăn bánh ấy. Hoặc là một cái đợt rồi có cái tỏi tỏi đen, tỏi Lý Sơn để cho mấy sư, dạ con mời mấy sư nè, cầm cầm hũ tỏi để con mời mấy sư dùng cái này, tỏi tốt lắm nha mấy sư. Rồi xong rồi bóc cái ăn, mời mấy sư xong mấy sư cầm rồi nhận rồi đó, tốt lắm mấy sư, dạ. Rồi bóc cái ăn là dính liền. Rồi hoặc như trường hợp là nó cái bàn của chư tăng, cái bàn mấy sư buổi sáng nha, buổi sáng mời mấy sư đến trai tăng, đến chùa trai tăng á, mời mấy sư đến thì trên bàn đó có trái cây rồi có bánh để cho chư tăng, thì đôi khi Phật tử mà ở chùa á, người ở chùa quen, gọi là quen quá đó, thì tự nhiên là ngồi xuống hỏi chuyện mấy sư rồi tiện tay bóc miếng sư nhất cái đó, miếng ổi miếng quýt thì ta bóc miếng bỏ miệng chưa hề xin các sư là dính liền. Thành ra chúng ta phải cẩn trọng ha, dù là mới hay cũ cũng vậy. Chứ còn những cái đó là những cái nó không đáng, nhưng mà thói quen nó sẽ làm cho mình tạo nghiệp bất thiện. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không.
À, kính thưa Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, thì cái quan điểm Đức Hành Tại nói và cái giải pháp mà đưa ra nha, giải pháp mà để Đức Hành Tại đưa ra để giúp cho cái vị này trong tương lai ngăn ngừa, nghĩa là ngăn ngừa được ngay trong tương lai và thậm chí là được cái sự an lạc ngay trong cái tương lai á, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Đó, cứ nghe kỹ cái lời khuyên và cái giải pháp mà cái sự hướng dẫn của Đức Hành Tại mình cứ làm theo. Và sư cũng khuyến khích thêm là mình nên làm, mình nên, có nghĩa là mặc dù ở đây là cái trong cái bối cảnh này nó là pháp, là pháp nó thiên về bất thiện, nhưng mà nhiều khi pháp bất thiện này là mình khéo léo thì bất thiện này nó sẽ trở thiện, trợ cho nhiều cái thiện nghiệp khác nữa. Đó, chứ mình đừng cứ nghĩ là mình đến mình làm gia tăng xong mình sám hối vậy là què, cái đó không đúng thôi mày. Cái đó là mình hiểu như vậy là không đúng tinh thần một người Phật tử đó, mà mình nhân cái sự kiện này mình phải làm nhiều nhiều nhiều, nhiều hơn, đúng không? Giống như là muối đó, muối mà bỏ vô cái ly á, một nắm muối bỏ vô một cái ly nhỏ thì mình uống là mặn, nhưng mà nếu mà mình một cái nắm muối đó, muối là ví như là ác nghiệp ha, mà mình bỏ vô một cái thau nước, đúng không, thau nước nhiều, hay là một bỏ vô một cái chậu nước lớn à, thì cái đó nó loãng ra, đúng không, nó loãng ra cái những cái nghĩa là mình dùng cái thiện nghiệp chấn áp lại. Đó, đó là sư hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Ở đây thì sư chỉ kể thêm cái câu chuyện có thật mà sư cũng chứng kiến ở tại thiền viện Phước Sơn, đúng không, để cho quý vị hiểu thêm thôi. Là thật sự thì lâu lâu sư mới đi bát trên chánh điện thưa quý vị. Thì hôm đó đó sư đi bát ở trên chánh điện á, ở thiền viện Phước Sơn mình nè. Thì lúc đó là những cái xe cơm của chư tăng thưa quý vị có để bản đàng hoàng nha, sư nhấn mạnh là có để bản đàng hoàng, có nghĩa để bản à đây là cái vật thực này nè của chư tăng đó. Thì hôm đó một cái lễ gì đó rất là đông, lễ đông sư không biết, nhưng mà khi mà sư đến cái xe đó thì đang chuẩn bị đang múc nè, quý sư đang múc đó, thì đang chuẩn bị múc thôi à, thì có mấy vị Phật tử suy nghĩ sư thì suy nghĩ là do cái sự vô ý họ, nên họ không biết thôi, nhưng mà do mình đa phần là mình vô ý, mình vô ý mình không có ý thức được, thì lại thì mới nói là nói với sư là sư con sư, thầy 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 cho con xin miếng canh nha, mà cái miệng nói mà cái tay múc cho xin miếng canh canh nha, cái miệng nói mà tay múc ăn khô khô quá à. Đó muốn múc vậy đó. Thì giờ sẽ biết sao, giờ sẽ im lặng biết sao vậy đó. Đó, cho nên quý vị biết là có khi mình vô tình đó, mình cái sự vô tình mình như vậy đó, mà mình không có hiểu biết đó, đó nó gây ra những ác nghiệp cho mình, nó không đáng, thật sự khi đó không đáng. Đó là một cái trường hợp mà xảy ra mà sẽ chứng kiến ở ở ngay, ngay thời gian gần đây. Và cái một cái trường hợp thứ hai là như vậy nè, mà tại sao là thường thường sư sư á, thường thường những trường hợp đó sư lựa chọn im lặng mà sư không có nói, không có chỉnh ngay, hay là không có nói với những vị đó, nó có lý do. Thì trường hợp thứ hai là như vậy, cách đây là năm chính xác 2017, thì sư ở một cái ngôi chùa đó buổi chiều đó, thì cái chùa đó thì nói chung là thân thiện lắm, vì chính vì thân thiện cho nên là Phật tử họ buổi chiều họ hay ra vô vậy đó. Thì buổi chiều đó có một anh thanh niên đó, ảnh mới dẫn đứa bé chắc con ảnh hay sao đó đi vô, thì lúc đó sư ngồi ngồi ngay gần cái bếp đó, thì bếp treo cái này treo một cái quầy chuối thưa vị, thì cái đứa bé thì nó nói chung đứa bé nó cũng không có đòi gì lắm, nhưng mà cái kiểu mà thương con mà mình thương con đó, rồi xong rồi thấy chuối gì đó, rồi xong rồi tự tự tay tự tiện á, bẻ cái chuối đó xuống đưa cho đứa con. Thì có một cái vị sư bạn mới nói ủa sư sao không có nói với ảnh cho anh hiểu này nọ cái gì, thì kêu thôi cái đó trách nhiệm để lúc học thời hay là để cho trụ trì nói hay hơn. Tại sao sư không nói? Nó có hai cái vấn đề này thưa quý vị. Thứ nhất á, bây giờ sư nói trường hợp thứ nhất này, trường hợp thứ nhất mà cái người mà múc nước canh đó, múc canh mà họ nói là họ đang đang cần gấp cái canh đó đó, họ đang cần gấp ăn cái canh gì đó, lý do gì đó mà miệng xin mà tay múc đó như vậy đó. Thì nếu mà thời điểm đó mà sư, có nghĩa là tâm họ nó đang rất là bồn chồn, nó đang rất là dao động, mà nếu mà thời điểm đó sư nói không 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 có được múc này này nọ nữa, thì quý vị có nghĩ là chẳng khác nào họ tâm họ sân, nó nói ông nội này tu gì đâu mà ích kỷ thế này nọ, đúng không? Thì giống như là chẳng khác nào là họ gây ác nghiệp thêm nữa.
cho nên thường quý sư thường im lặng như vậy, nhưng mà chọn thời điểm thích hợp mới nói. Thì cái trường hợp của cái anh thanh niên mà có đứa con không vậy, thì mặc dù là mình có thể nói được nhưng mà mình chọn thời điểm khác mình nói, nhưng vấn đề đó nó rất là tế nhị, cho nên là sư kể ra để cho quý vị á, mình biết được, mình ý thức được là ngay trên live nè thì quý sư có thể nói được, mà nếu mà ngay ngoài đời á, quý vị rơi thì trường hợp đó quý sư muốn cố có muốn nhắc quý vị, cũng muốn giúp quý vị thật sự rất là khó. Nhiều khi không hiểu quý vị đã nói là có nải chuối không mà có miếng canh không mà mấy ông sư này mất kỹ, ông tu mà ông bỏng sẻn, ông không có cho để cho mình ăn này thế nọ, nó khổ dữ lắm thưa quý vị, nó thật sự là gì đó. Muốn nói phải nói hợp thời, tại không nói hợp thời là quý vị sẽ gây một thêm một ác nghiệp nữa. Giống như là có một câu chuyện này có thật, câu chuyện này có thật nè, lắm giống như là cái vị thánh ni, thì vị thánh ni A La Hán Tham Má Đinh Ná đó, thì một hôm đó đến nhà người bạn cũ mình chơi, là cái cô đó là người là cư sĩ thưa quý vị, thì cái vị thánh ni đó đang ngồi nè, thì cái cô nữ cư sĩ đó mới nói là, thì là nghĩ là bạn bè mà đâu nghĩ là thánh ni đâu đó, cái tâm lý vẫn vẫn nghĩ là bạn bè, kêu đại loại kêu cô lấy giùm tôi học vấn thôi. Cái vị thánh ni đó vẫn hoan hỷ lấy học phí học vấn đưa cho cái vị đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng bi mẫn, cái tâm từ, cái lòng bi mẫn cái vị, bởi vì nếu mà không đưa, cái vị thánh ni biết nếu không đưa là cái cô này nè, cái vị cái lòng sân hận đố kỵ sẽ mang ác nghiệp, thà là kêu cô đó để cô đó không mang ác nghiệp, nhưng mà nó nhẹ hơn là chính cái ác nghiệp đó. Cho nên hình như tôi nhớ là cái cô đó là sanh vào gia đình hạ tiện mà như bị lưng gù nữa sao đó. Đó cho nên là cái vấn đề này á, quý sư thường thường rất ít khi mà nhắc, tại nhắc là phải là chọn cái ngôn ngữ nè, chọn ngôn ngữ mà sao cho nó ái ngữ, cho quý vị dễ nghe, và phải hợp thời điểm đó. Giống như trên live này quý vị nghe, quý vị lan tỏa ra thì giúp được nhiều người. Còn tự nhiên ngay thời điểm đó mà quý vị đang bồn chồn, đang đang thích ăn cái đó, đang dùng cái đó, vị sư nói một cái là quý vị đa phần cái tâm phản ứng hứng lại là ông sư này ích kỷ, ông sư này keo kiệt đó, ông sư này gia trưởng thế này nọ, rồi ý là ông sư thế này nọ. Rất là khổ thưa quý vị, nói cho quý vị để quý vị hiểu không, để mình là một người Phật tử mình hiểu biết những cái điều mình nên làm, mình những điều nên làm để mình có được sự an lạc trong hiện tại và những cái an lạc ngay trong tương lai, và mình ngăn trừ được những cái bất thiện pháp ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai. Mình kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin thưa quý vị, mấy sư trả lời thì phải nói là quý vị được nghe rất là thoải mái, chia sẻ rất là tận tình và đầy đủ. Và các sư chia sẻ thì không có lan man mà đi thẳng vào vấn đề, và việc giải thích chỉ nhằm giúp cho quý vị hiểu rõ hơn vấn đề thôi. Và sư đã dự một vài cái buổi vấn đáp rồi mà phải nói là sư lắc đầu, tại vì người ta giải thích, một á, là người ta giải thích lan man, sư phải nói sư ngồi mà sư còn không hiểu, chứ đừng nói là bắt Phật tử ngồi dưới mà nghe hiểu. Rồi hai là thời gian thì rất là hạn chế, mời thì rất là đông mà thời gian thì hạn chế, người 3 phút 5 phút thì trả lời chưa tới đâu hết trơn á, là đã hết giờ rồi. Thành ra là phải nói là những buổi vấn đáp như thế này á, rất là thoải mái, nhưng mà bù lại có khi 1 tiếng rưỡi mấy sư trả lời cũng không được bao nhiêu câu. Nhưng mà trả lời câu nào thì nó ra câu đó, đi thẳng vào vấn đề chứ cũng không có lan man, nhưng mà giúp cho quý vị hiểu rõ hơn được. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.